Sáng nay tại xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Kinh Bùi 24 tháng 6 1953, 24 tháng 6 2023. Đến dự có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Khoa cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Khoa ôn lại sự kiện và ý nghĩa lịch sử trận thắng Kinh Bùi. Đêm 22 rạng sáng 23 tháng 6 1953, sau khi xuất phát từ Bót Thiên Hộ, địch hành quân làm ba cánh tấn công vào Đồng Tháp 10. Trước tình thế đó, Ban Chỉ huy tỉnh đội Mỹ Tho, tiểu đoàn 309 và dân quân du kích đề ra chiến thuật đánh địch từ mọi phía. Đến ngày 24 tháng 6, ta làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch. Kết quả này làm cho chiến trường Mỹ Tho nói riêng và Nam Bộ nói chung chuyển qua một thế giằng co mới. Ta phản công và tấn công, địch bị động, đối phó và sa sút. Chiến thắng Kinh Bùi gây vang tiếng lớn, làm nức lòng quân dân Đồng Tháp 10. Đơn vị chủ công của ta trong trận này là tiểu đoàn 309, vinh dự được tặng thưởng quân chương chiến công hạng 3. Phát huy chiến thắng Kinh Bùi, tiểu đoàn 309 liên tục hành quân đánh sâu vào vùng địch tạm chiếm, tạo thêm nhiều chiến thắng mở rộng vùng giải phóng. Từ đó làm cho thực dân Pháp ngày càng xa lầy vào cuộc chiến tranh Đông Dương, dẫn đến thất bại thảm hại ở mặt trận Điện Biên Phủ, buộc chúng phải ký hiệp định Genève vào tháng 7 năm 1954. Với những ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, khu vực Kinh Bùi, nơi diễn ra trận đánh Kinh Bùi ngày 24 tháng 6 1953, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xếp hạng là di tích cấp tỉnh. 70 năm đã trôi qua, nhưng dấu ấn về những chiến công oanh liệt mà tiểu đoàn 309 và quân dân dùng Đồng Tháp 10 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của mỗi người dân. Thưa quý vị, chiến thắng trận Kinh Bùi đã đẩy lùi được âm mưu đánh phá vào Đồng Tháp 10 của quân địch, đồng thời góp phần vào thành tích chung cho thắng lợi ở chiến thắng thực dân Pháp xâm lược. Và đây cũng là một trong những chiến công tiêu biểu vẻ vang của quân và dân Long An, góp phần vào truyền thống hào hùng của dân tộc ta.